Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum anh chị em nhé. Hôm nay em mới về được một lô hàng này, một lô hàng ad này và mấy con biến áp cách ly này. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Hàng biến áp cách ly này thì em sẽ ship theo hình thức là một là anh chị đặt cọc, hai là anh chị chuyển khoản cho em nhé. Đó, đặt cọc là những con này thì anh đặt cọc tùy theo giá trị của đơn hàng. Đó, chẳng hạn như cái con 800 VA kia thì chị chứ nhập 400 VA kia thì anh chị có thể đặt cọc giúp em là 100.000, 50-100.000. Còn có những cái con nặng như thế này thì anh chị đặt cọc cho em 200-300.000 anh chị em nhé. Rồi và giới thiệu luôn. Thì đầu tiên là một con biến áp cách ly của Transformer 2 Denkin nhé. Con này của hãng Denkin này. Đó, sản xuất DAT là con này năm 1999 này. Điện vào là 200-220, điện ra 100 anh chị em nhé. 50-60 hẹt này. Đó, điện vào 0, 200, 0, 220, điện ra là 0-100V nhé. Con này có công suất là 1,5 kVA. Và nhiều anh chị em nói với em là 1 kVA là sẽ ra là 1 kVA là sẽ ra 850W. Hoàn toàn sai anh chị em nhé, hoàn toàn sai. Anh chị em hoàn toàn sai luôn. Hoàn toàn sai luôn. Theo cái kiến thức vật lý của em á thì 51, đó, cái 51 là em đã được học rồi. Thì công suất của cái này này là 0,8 kA là sẽ ra 0,8 kA là sẽ ra 1000W anh chị em nhé. 0,8 kA sẽ ra 1000W. Anh chị em nào muốn kiểm chứng thì lên Google hoặc là lên bất cứ cái tài liệu nào hoặc là mượn sách giáo khoa vật lý lớp 11 để kiểm chứng giúp em nhé. Đó, để kiểm chứng giúp em là có phải là 0,8 kA là ra 1000W hay không. Em dám chắc luôn. Đó. Thì con này là 1500W anh chị em nhé. À chứ 1500 kVA. Đó. Đó, kVA 0,8 kVA là sẽ ra là 1000W. Đó, 0,8 sẽ ra 1000W. Còn anh chị em là không tin thì cứ kiểm chứng đi nhá. Không tin thì cứ kiểm chứng đi. Đó. Rồi. 1,5 kVA này. Rồi, giá bán của con này là 1.800.000 đã vùng phí vận chuyển luôn anh chị nhá. Con này là 400 VA, con này là 400 VA thì công suất thực của nó sẽ đạt là tầm khoảng 500W. Đó, 500W. Rồi, con này là 800.000 đã bao gồm phí vận chuyển anh chị em nhá. Điện vào thì 0-200, 0-220 và điện ra là AC 100 này. Đó. Rồi, con này là 2 kVA, có giá là 2.300.000. Bởi vì sao con này có giá 2.300.000? Đó, con điện vào này 220 này, 200 là 100V này. Đó, điện ra 100V này, 15-30V này. Đó, con này rất là nhiều cấp điện vào nhá. 0, 180, 0, 200 và 0, 220 anh chị em nhá. Đó, và điện ra gồm 3 cấp. Con này thì nó mất cái ốc ở đây rồi. Rồi, điện ra thì 3 cấp. Đó, anh chị em có thể dùng 3 cấp này nhá. 0 cho tới 100V là sẽ ra 1.8 này, 1,8 kVA. 0 cho tới 30 và 0 tới 15 là ra được 100 VA. Con này hai cái này anh chị em có thể nắn cầu diode. Đấy, nắn cầu diode cho cái cầu diode vào đây để sạc bình được. Đó, rất là hay. Rồi, con này có giá là 2.300.000 đã bao gồm phí vận chuyển anh chị em nhé. Cực kỳ nặng luôn, con này nặng 24 kg. Con này nặng 24 kg, con này nặng 6,5 kg. Con này là nặng là 1,5 kVA. Con này nặng 19,5 kg. Đó, em cân lên là nặng 19,5 kg. Đó. Con này nặng 19,5 kg này, 6,5 kg này, con này nặng 24 kg này. Rồi. Dây CB chống giật. Đó, biến áp cách ly thì xong rồi. Về CB chống giật thì hôm nay hàng về toàn hàng 3 nút anh chị em nhá. Toàn hàng xịn thôi. Đó, những cái hàng này anh chị em về lắp gia đình thì phải gọi là mê ly luôn. Đó. Không phải quảng cáo nhiều, hàng 3 nút thì anh chị em không phải quảng cáo nhiều rồi. Fuji này. Đó, Fuji 3 nút 10A này. Con này có giá là 120.000 anh chị em nhá. 10A. Đó, 120.000 thôi. Giá là 3 nút nhá. 3 nút thì là có cả thêm chức năng chống quá tải. Đó, những cái con 10A này anh chị em chia ra. Đó, 10A này anh chị em chia ra thì nó cực kỳ nó nhạy luôn anh chị em ạ. Nó cực kỳ nó nhạy luôn, chống chập đấy. Khi mà chập hai dây vào nhau thì nó cực kỳ nó nhạy luôn. Những con nhỏ như thế này nó cực kỳ nhạy luôn. Đó, có nghĩa là chống quá tải đấy. Đó, con này giá 120
Và con này 15A giá 140 anh chị em nhá. 15A giá 140. 20A. 20A giá 160 này. Đó, hôm nay về toàn Fuji thôi. Fuji Matsushita này. Đó. Toàn hàng toàn bộ của Gia Bang hết. Đó, toàn bộ Gia Bang hết. Anh chị em yên tâm nhá. Gia Bang này. Đó. 15, đó, 15 10 giá 120, 15 giá 140, 20 giá 160 và 30A. 30A. 30A của Nationan hoặc mà Matsushita hay là của Bana gì cũng vậy này. Con này là giá 200.000 một con anh chị em nhé. Bana này. Đó, giá 200.000 một con. 40A. 40A này giá 220.000 một con. 40A. Đó, hàng này thì cực kỳ đẹp rồi, anh chị em không phải lăn tăn gì cả. Hàng này em chỉ cần lau chùi sơ qua em test ok hết, gửi cho các anh chị em. Bảo hành cho anh chị em 1 năm nha anh chị em nhá. Nên là anh chị em khỏi phải nói câu là test ok rồi gửi cho anh. Em bảo hành cho anh chị em hẳn 1 năm một đổi một luôn. Đó. Rồi, con này là con 30A 2 nút này. Đó, con này thì giá là 180.000 một con. Đó, giá 180.000 một con. Đó. 40A này. 40A này có giá là 200.000 một con này. 50A này. 50A này có giá là 100 à chứ là 250.000 một con. Đó, 250.000 một con 50A như thế này. Đó. 75A này. 75A này, 75A này có giá 300 nhá anh chị em nhá. 100A giá 350 một con này. Đó. Và hôm nay em về nó có dính một ít CB chống quá tải này. Con này 100A này, con CB chống quá tải 100A này. Con này 3 pha anh chị em nhá. Con này giá thì rẻ thôi, con này giá 250 thôi. 3 pha 100A. Con này thì cực kỳ ngon, anh chị em nào dùng con này cả gia đình nó vô tư thôi. 100A 3 pha, chống quá tải nhá, không có chống giật. Con này cũng chống quá tải 60A 1 pha này. 60A chống quá tải 1 pha, con này thì giá là 200.000 một con anh chị em nhá. Nó về nó lẫn đâu mấy con ạ. Đó. 50A chống quá tải này. Đó. Con này thì giá thì đây, con này có tem nó hơi xấu tí, em bán giá là 150 nhá. 50A chống quá tải. Rồi cốc đen. Cốc đen còn đầy này. Cốc đen anh chị em nào lấy thì cứ alo em nhá. 25.000 một con cốc đen này. 20A hết nhá. Anh chị em nào cần lắp điều hòa số lượng lớn thì alo em. Đó, 20A hết luôn. 20A hết luôn. Hàng này thì zin toàn bộ. Đó. Thì con này thì giá là 25.000 một con. Đó. Và tất cả những hàng của em thì còn rất là nhiều, anh chị em là có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Đó. Hoặc là anh chị em mua hàng trên Shopee, nhấn vào cái link ở dưới này này. Đó, dưới phần mô tả này, nó có cái link Shopee ấy nhá. Anh chị em kích vào cái link Shopee để mua hàng bên em nhé. Rồi, bếp từ thì hôm qua em đăng hai con, em bán cả hai rồi. Rồi anh chị em là có nhu cầu thì xin liên hệ em. Số điện thoại sẽ để phần tiêu đề video. Nhớ cho em một like và một đăng ký kênh ủng hộ anh chị em nhé. Rồi, chào anh chị em ạ.